Tiêm kích Su-27 Nga chặn trinh sát cơ Đức-Pháp. Nga triển khai tiêm kích hạng nặng Su-27 giám sát trinh sát cơ Đức và Pháp hoạt động trên không phận quốc tế ở biển Baltic. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không tại biển Baltic phát hiện hai mục tiêu tiếp cận biên giới quốc gia hôm 15 tháng 5. Sau đó điều động chiến đấu cơ Su-27 để nhận diện và ngăn chặn các phi cơ xâm phạm biên giới. Phi công Su-27 thông báo mục tiêu là máy bay tuần thám P-3C Orion của Hải quân Đức và Atlantic 2 của quân đội Pháp. Tiêm kích Nga liên tục giám sát cho đến khi hai máy bay NATO chuyển hướng và rời xa biên giới nước này. Chiến đấu cơ Nga đã trở về căn cứ an toàn. Mọi hoạt động của lực lượng Nga đều tuân thủ chặt chẽ quy định sử dụng vùng trời quốc tế, không có hành động áp sát nguy hiểm với máy bay nước ngoài. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn viết. Phát ngôn viên Hải quân Đức nói rằng chiếc P-3C khi đó đang làm nhiệm vụ trinh sát trên biển Baltic và hướng về phía vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga. Máy bay luôn duy trì khoảng cách an toàn, họ không bao giờ có ý định xâm nhập không phận Nga. Các chuyến bay diễn ra thường lệ và chúng tôi không làm gì để khiêu khích, người này cho hay. Bộ Quốc phòng Pháp xác nhận tiêm kích Su-27 Nga đã chạm mặt với máy bay tuần thám Atlantic 2 đang tham gia diễn tập của NATO. Cuộc tiếp cận diễn ra trên vùng trời quốc tế và mang tính chuyên nghiệp, có kiểm soát. Cơ quan này ra thông cáo cho biết. Nga và NATO thường triển khai oanh tạc cơ hoặc trinh sát cơ áp sát không phận của nhau. Máy bay hai bên luôn chạm mặt trong các nhiệm vụ này, nhưng thường tiếp cận và giám sát chuyên nghiệp, an toàn. Tiêm kích Nga từng nhiều lần cất cánh buộc máy bay quân sự của NATO chuyển hướng khi chúng tiếp cận gần biên giới. Căng thẳng tại khu vực Baltic leo thang từ giữa năm ngoái do chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine cũng như Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO. Sau khi NATO kết nạp hai quốc gia này, Nga sẽ trở thành nước duy nhất ven biển Baltic, không phải thành viên của liên minh. Anh sắp đào tạo phi công Ukraine. Thủ tướng Sunak cho biết Anh cam kết sớm đào tạo phi công Ukraine với chiến thuật của NATO, song chưa công bố loại máy bay sẽ sử dụng. Xây dựng khả năng chiến đấu của tiêm kích không phải điều đơn giản. Điều này không chỉ gồm cung cấp máy bay mà còn liên quan tới huấn luyện phi công và tất cả hoạt động hậu cần đi kèm. Anh có thể đóng vai trò quan trọng trong đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói ngày 15 tháng 5. Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu đào tạo phi công Ukraine, ông Sunak cho biết sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đó là điều chúng tôi thảo luận hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các kế hoạch đó trong thời gian tương đối ngắn. Theo ông Sunak, chương trình đào tạo bay cơ bản sẽ nhằm huấn luyện công dân Ukraine trở thành những phi công sẵn sàng chiến đấu với kiến thức về các chiến thuật của NATO. Tuy nhiên, ông Sunak chưa công bố loại máy bay mà anh sẽ dùng để huấn luyện phi công Ukraine. Cùng ngày, Tổng thống Emmanuel Macron nói Pháp để ngỏ khả năng đào tạo phi công cho Ukraine, đồng thời nhận định một số quốc gia châu Âu sẵn sàng làm điều này. Tôi nghĩ các cuộc đàm phán với Mỹ đang diễn ra, ông Macron nói. Hoạt động huấn luyện có thể bắt đầu ngay bây giờ. Ukraine trong nhiều tháng đề nghị phương Tây cung cấp tiêm kích hiện đại như F-16 để đẩy lùi các đợt tập kích của Nga. Tuy nhiên, Mỹ và các thành viên NATO tới nay từ chối cung cấp F-16 với lý do chúng quá phức tạp để Ukraine nhanh chóng làm chủ và bảo dưỡng, cũng như lo ngại quyết định sẽ khiến Nga leo thang xung đột. Trước cuộc gặp giữa ông Sunak với Tổng thống Zelensky, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh khẳng định nước này không có kế hoạch chuyển tiêm kích cho Ukraine. Phía Ukraine quyết định huấn luyện phi công của họ trên F-16, song không quân Anh không sử dụng tiêm kích đó, người này cho biết. Một quan chức Pháp hồi tháng 2 cho biết nước này trên lý thuyết có thể chuyển 13 tiêm kích Mirage 2000C vừa ngừng hoạt động, song cảnh báo sẽ mất nhiều thời gian huấn luyện phi công Ukraine cách vận hành chúng. Chuyên gia Justin Brock tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh RUSI cảnh báo dù tiêm kích phương Tây có thể mang đến năng lực lớn hơn cho Ukraine, lưới phòng không của Nga sẽ buộc chúng phải bay thấp khi yểm trợ mặt đất và hạn chế hiệu quả tác chiến. Nga và Ukraine đều không kiểm soát bầu trời. Do đó, vai trò của không quân ít nổi bật trong cuộc xung đột vốn được định hình chủ yếu bằng pháo binh. Các tổ hợp phòng không S-300 từ thời Liên Xô của Ukraine cùng hệ thống tên lửa do phương Tây viện trợ từng ngăn tiêm kích Nga tiến sâu vào không phận nước này. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đến Anh trong chuyến công du bất ngờ qua hàng loạt nước lớn tại châu Âu. Ông Zelensky thông báo sẽ gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak ở bên ngoài London trong ngày 15 tháng 5. Đây là điểm dừng chân mới nhất trong chuyến công du của nhà lãnh đạo Ukraine. Sau chuyến thăm Ý và có cuộc gặp các lãnh đạo nước chủ nhà và Giáo hoàng Francis hôm 13 tháng 5, Tổng thống Zelensky đã có các chuyến thăm tiếp nối không công bố trước đến Đức, Pháp và giờ là Anh. Tại các nước này, thì ông Zelensky được các nhà lãnh đạo cam kết ủng hộ Ukraine và viện trợ thêm vũ khí. Tổng thống Zelensky viết trên Twitter cho biết, hôm nay, London, Anh là lãnh đạo trong việc mở rộng các năng lực trên bộ và trên không của chúng tôi. Sự hợp tác này sẽ tiếp tục hôm nay.
tôi sẽ gặp bạn tôi, Rishi. Chúng tôi sẽ có các cuộc đối thoại thực chất mặt đối mặt và cùng phái đoàn. Chính phủ Anh thông báo Tổng thống Zelensky đã đến Anh và sẽ gặp Thủ tướng Sunak tại Chequers, nơi ở của Thủ tướng bên ngoài London. Thủ tướng Sunak cho biết đây là khoảnh khắc quan trọng của Ukraine trong một cuộc chiến tồi tệ. Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh, London sẽ chuyển cho Kiev hàng trăm tên lửa phòng không và hàng trăm máy bay không người lái UAV tầm xa với tầm hoạt động hơn 200 km. Tuần trước, Anh trở thành nước đầu tiên cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, giúp nước này tấn công sâu vào phòng tuyến của Nga. Sau Mỹ thì Anh là một trong những nước viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine với 2,3 tỷ bảng Anh, tương đương với 2,9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 và cam kết con số tương đương trong năm nay. Hồi tháng 1 thì Anh thông báo sẽ chuyển 14 xe tăng Challenger 2 cho Ukraine. Tiếp tục bản tin sẽ là một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 5, trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 15 tháng 5, ông Sergei Zelensky, người phát ngôn nhóm tiến công phía Tây của quân đội Nga tuyên bố, trong trận không chiến tại khu vực Kubiansk, tiêm kích Su-35 của lực lượng này đã bắn rơi một trực thăng Mi-8 của quân đội Ukraine bằng một tên lửa không đối không. Đáng chú ý, tiêm kích Su-35 của Nga được mệnh danh là bóng ma bầu trời do có những năng lực tác chiến vượt trội. Sukhoi Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, hai động cơ do Nga phát triển, dựa trên thiết kế Su-27 Flanker từ thời chiến tranh lạnh với mục tiêu đối đầu với tiêm kích F-15 Eagle của Mỹ, đang có ưu thế trên không tuyệt đối khi đó. Nguyên mẫu đầu tiên của máy bay này được ra mắt vào năm 1992 tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough, Anh. Những chiếc Su-35 đầu tiên được trang bị cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga từ 1995. Trước đó, vào ngày 14 tháng 5, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, cũng khẳng định một tiêm kích Su-27 của không quân Ukraine đã bị hạ trong trận không chiến trên bầu trời khu định cư Novogrodovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Mi-8 là trực thăng đa nhiệm được chế tạo từ những năm 1961 bởi các kỹ sư từ nhà máy trực thăng Kazan của Liên Xô. Đây là một trực thăng được thiết kế với mục đích chính là vận chuyển hàng hóa và binh sĩ và không có những chức năng chiến đấu cần thiết như buồng lái bọc thép hay thiết bị điều khiển hỏa lực. Để có thể đối phó bền bỉ trong cuộc xung đột khốc liệt và kéo dài với Nga, thời gian qua, các kỹ sư Ukraine đã nỗ lực gia cố lớp bảo vệ và trang bị thêm một số vũ khí cho trực thăng Mi-8, giúp ngựa thồ hạng nặng này có khả năng yểm trợ bộ binh trên mặt đất một cách hiệu quả. Trước đó, quân đội Ukraine đã thử nghiệm thành công việc tích hợp hỏa tiễn hạng nặng S-13 cỡ nòng 122mm lên trực thăng Mi-8. Tuy hỏa tiễn S-13 đã được sản xuất từ thời Liên Xô, đây là lần đầu tiên các kỹ sư quân giới Ukraine thành công trong việc tích hợp hỏa tiễn này lên trực thăng Mi-8 sau một loạt các cuộc thử nghiệm đã được thực hiện tại Viện Nghiên cứu Nhà nước về thử nghiệm và chứng nhận vũ khí và trang bị quân sự. Giữa bối cảnh các cuộc giao tranh khốc liệt vẫn đang diễn ra ở miền đông Ukraine, đặc biệt là tại khu vực Bakhmut, ngày 14 tháng 5, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia thông báo trên Telegram cho biết Ukraine tiếp tục giành được các vị trí do Nga kiểm soát trong các cuộc giao tranh tại thành phố Bakhmut. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, quân đội nước này đang tiếp tục tiến về hướng Bakhmut, tập trung ở ngoại ô thành phố và đã giành được hơn 10 cứ điểm của Nga ở phía Bắc và phía Nam ngoại ô Bakhmut, đồng thời càn quét một khu vực rừng rộng lớn gần Ivanivske. Theo bà, thì binh sĩ của Nga từ các đơn vị khác nhau đã bị bắt giữ. Quan chức quốc phòng Ukraine nhấn mạnh tình hình ở Bakhmut rất căng thẳng và Nga đã tập trung tất cả lực lượng ở đó và nỗ lực tiến công, phá hủy mọi thứ trên đường đi của họ. Các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp diễn. Bà Malia nhấn mạnh tướng Oleksandr Siersky, chỉ huy lực lượng quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, vẫn kiểm soát tình hình, phân tích, lên kế hoạch và đưa ra quyết định cho lực lượng tại Bakhmut. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, nhờ việc lên kế hoạch, chỉ huy kỹ lưỡng, phản ứng tức thì trước hành động của đối phương, sự kiên cường, dũng cảm của binh sĩ Ukraine, nên đối phương hiện chưa thể bao vây thành phố Bakhmut và giành chiến thắng quyết định trên mặt trận này. Bà Maria xác nhận các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga 2 km xung quanh thành phố Bakhmut trong tuần qua. Trước đó, quân đội Ukraine tuyên bố tiến hành các cuộc phản công và buộc lực lượng Nga phải rút khỏi một số khu vực xung quanh Bakhmut. Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Kornienko hôm 13 tháng 5 nói rằng quân đội Ukraine đang đạt được các bước tiến xung quanh thành phố Bakhmut. Tướng Oleksandr Siersky cũng xác nhận các bước tiến của Ukraine trong các cuộc giao tranh ở Bakhmut. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 14 tháng 5 tuyên bố
Quân đội Ukraine đã tìm cách chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga gần Bakhmut, nhưng tất cả các cuộc tấn công đều bị đẩy lùi. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ ở hướng Soleda, Bakhmut, các nhóm xung kích với sự yểm trợ của các đơn vị thuộc lực lượng đổ bộ đường không tiếp tục chiến đấu để giành các khu vực phía tây của thành phố Bakhmut. Ukraine đã nỗ lực nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở phía bắc và phía nam Bakhmut, song tất cả các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đều bị đẩy lùi. Hệ thống phòng thủ của Nga không bị xuyên thủng.